chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái clip nha. Hôm nay là mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân Linh Nguyễn về quê xem cái vườn mít nhà mình mới trồng nha. Khoảng chừng 1,5 năm nha cô chú anh chị. Hôm nay nó đã cho trái chín rồi. Thì mình đi một vòng mình tham quan cái vườn mít xong và sau đó là mình sẽ hái mít vô, mình cắt ra và mình mời cô chú anh chị và các bạn và cả nhà mình cùng thưởng thức cái mít Thái mà cái trái chín của đầu mùa luôn, mà trái đầu tiên luôn. Thì mình sẽ cắt ra mình xem coi là cái mít đó nó như thế nào. Mít này là mít Thái nha cô chú anh chị. Đây, cái cây của nó bé tẹo 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 mà mang đùm rái gì nè cô chú anh chị. Đây là vậy là cây em này nó chín rồi nè. Nó nghe cái mùi thơm thoang thoảng hả cô chú anh chị. Wow, nở gai rồi nè, rất là hấp dẫn luôn nha. Rồi bây giờ là cha mình và con gái nè, con gái nhà mình với lại ông ngoại đi ra vườn để mà thu hoạch trái mít chín đầu tiên luôn. Rồi hai ông cháu đi nè. Thì cái mít nhà mình trồng sen với lại bưởi dừa nha cô chú anh chị. Thì cái cây nó cũng chưa được lớn lắm, nó lùn lùn như vậy mà nó mang trái nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Thì cũng đâu có dám để đâu, cây nhỏ quá thì cha mình cũng tỉa chỉ để một cây khoảng tầm 2 trái đến 3 trái thôi. Rồi dỗ nghe nó bịch bịch như vậy nè cô chú anh chị là nó đã chín rồi. Cắt ra nó cũng bớt cái phần mủ. Thì mình thấy nó chín dữ lắm rồi cô chú anh chị. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Wow, cũng nặng quá đây. Chắc cũng tầm khoảng 9-10 kg gì đó cô chú anh chị ơi. Đây, nó nở gai hết rồi nè, thơm phức luôn. Đây chị áo đỏ ghinh coi không biết nổi không đây nữa, dơ dơ lên rồi nữa nè. Rồi ghinh một hồi cũng đâu có nổi đâu, cũng phải sang tay qua cho ông ngoại ghinh thôi. Rồi cha mình sẽ ghinh cái mít này vào nhà và sẽ cân thử cho cô chú anh chị mình cùng xem cái trái đầu tiên của nó nặng bao nhiêu. Rồi sau khi chờ xem là cân trái mít thì bây giờ mình sẽ quay sơ lược một vòng cho cô chú anh chị mình cùng xem cái vườn mít nho nhỏ nhà mình nha. Đây, cây nhỏ xíu xìu xìu mà ôm hơi 3 trái chưa tính bông lơi rơi. Thì cha mình cũng ngắt bớt chứ không có để cho nó có trái nhiều và nó bông nhiều. Tự vì cái thân cây của nó quá nhỏ, sợ không có đủ sức để cho nuôi trái của nó cô chú anh chị. Nên đâm ra là mình lựa những cái trái nào mà mình thấy tròn trịa đó thì mình để lại, còn không ấy thì mình cắt bỏ. Nhà mình cũng có trồng mít ruột đỏ nữa cô chú anh chị, nhưng mà mít ruột đỏ thì cũng được 5 mấy rồi nhưng mà chưa có bông, 5 rưỡi rồi chưa có bông. Còn mít Thái thì có bông cho hôm nay thu hoạch luôn. Thì mai mốt mình sẽ quay cái mít ruột đỏ mà nó có trái chín thì mình sẽ quay cho cô chú anh chị mình cùng xem. Rồi bây giờ là mình trở vào nhà để mình cân thử cái trái mít này coi là bao nhiêu ký nha. Wow, wow, cũng nặng dữ nha, 9 kg luôn cô chú anh chị. Wow, trái đầu mùa, trái đầu tiên luôn, 9 kg. Rồi bây giờ mẹ mình sẽ cắt cái trái mít này ra nè. Nó bổ ra coi nó như thế nào. Wow, thơm phức luôn, thon thoảng mùi thơm luôn. Cái này nếu mà mít mà mình hái mà mình để khoảng chừng 1 đến 2 ngày là mình cắt ra là không có miếng mít, mít mình không có miếng mủ luôn cô chú anh chị. Mà trước khi mà mình cắt cái mít này ra đó, wow, rất hấp dẫn luôn. Thì con dao là mình sẽ lấy cái dầu ăn á, mình thoa trên bề mặt hai bên bề dao, rồi sau đó là mình mới cắt mít. Và mình lấy một là báo nè, hai là giấy ăn nè, ba là ở quê thì hay có lá chuối khô á, mình cắt cái phần lá chuối khô đó mình chùi cái phần mủ. Thì cái trái mít này nó cũng chín dữ rồi cô chú anh chị. Thì cắt ra mít nó mủ nó cũng không có trên cái bề mặt của mít nhiều, nên đâm ra mình cũng chỉ có lấy giấy ăn á, khăn giấy ăn mình chùi sơ là được rồi. Thì cái mít này á, cái cùi nó hơi to cô chú anh chị, cái cùi giữa của nó hơi to nè. Thì tự vì cái thân cây nó quá nhỏ mà nó mang cái trái nó quá lớn, nên đâm ra thì
cái phần mic của mình á, nó mình cũng biết nói sao giờ. Nhưng mà như vậy là rất hấp dẫn rồi cô chú anh chị. Thì họ có cái câu nôm na như vậy, có một cái câu đố. Thì người ta hay nói gia tốc là bọc bột lọc, mà bột lọc là bọc trứng gà, bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn, đố cả nhà đó là trái gì. Thì hôm nay là Linh Nguyễn sẽ giải đáp cái câu đố đó. Đó chính là cái trái mít mà nhà mình đang hái đây nè. Mình nói vui cho cô chú anh chị mình nghe cho nó đỡ buồn thôi. Còn đây, dẻ ra xong rồi nè cô chú anh chị, rất là ngon, rất hấp dẫn luôn. Đây, mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng thưởng thức cái mít thái của nhà mình nha. Mẹ mình và con gái mình sẽ thưởng thức luôn. Mời cô chú anh chị nha. Rồi, ăn mít nha. Đây, mít này nè, mít nhà lòng mới cái tái chiến đầu tiên. Hai bà cháu ăn mít nha. Nhà có nuôi gà cô chú anh chị, gà gái khí thế luôn, cả nhà thông cảm nha. Ngọt quá. Hai bà cháu ăn khí thế luôn. Rất là ngon cả nhà. Rồi thôi, mình cũng kết thúc clip tại đây nè. Mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã ủng hộ kênh Linh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Xem, đăng ký, ủng hộ Linh Nguyễn. Linh Nguyễn cảm ơn rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong cái clip lần sau nè. Chúc cô chú anh chị luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Rồi, bye bye.